Khói ô nhiễm bao trùm miền Đông Bắc Trung Cộng, tin từ Liêu Ninh, Trung Cộng. Khói ô nhiễm bao trùm tỉnh Liêu Ninh của Trung Cộng làm gián đoạn giao thông trên các xa lộ và nhiều chuyến bay phải hủy bỏ. Tầm nhìn nhiều nơi dưới 15 mét, cơ quan khí tượng tỉnh đã ban hành lệnh báo động đỏ là mức cao nhất trong 4 mức báo động. Một tài xế địa phương nói rằng ông ta đã không thấy đường để lái xe, không thể thấy gì khi cặp mắt không thể nhìn xa hơn 15 mét. Một người dân địa phương khác nói rằng mới đầu ông ta tưởng mây mù nhưng lại là khói ô nhiễm. 11 xa lộ ở Liêu Ninh hoàn toàn đóng cửa và 10 xa lộ khác đóng cửa từng phần. Khói ô nhiễm làm cho phi trường quốc tế Đào Tiên phải đóng cửa, đình hoãn 46 chuyến bay, làm kẹt trên 2.400 hành khách. Ở Bắc Ninh và Thiên Tân, các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, cơ quan khí tượng quốc gia ban hành lệnh báo động vàng là cấp báo động thứ nhì. Trung Cộng là nước bị ô nhiễm nhất thế giới, nhưng các nhà khoa học khó biết được sự ô nhiễm thực sự tại nước này vì chính phủ và chính quyền địa phương luôn luôn che giấu tài liệu đối với công chúng. Các thành phố lớn Trung Cộng ít khi nhìn thấy được mặt trời. Theo tờ Lancet, khoảng từ 350.000 đến nửa triệu người Trung Quốc đã chết mỗi năm vì không khí ô nhiễm. Trước khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nước Cộng tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương hay APEC ở Bắc Kinh, chính quyền Trung Cộng đã đóng cửa các nhà máy trong vòng bán kính 200 cây số tính từ trung tâm thành phố.